Kính thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Tình trạng oi nóng thì vẫn đang tiếp diễn. Nhiều tài xế xe công nghệ chấp nhận tắt áp tránh nóng, người dân thì gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tôi cũng có gặp khó khăn, thì thấy cũng bị xe cancel, với lại đợi xe cũng hơi bị lâu tí xíu. Thời tiết nắng nóng nên là chạy xe rất là mệt mỏi và thu nhập thì cũng không được bao nhiêu, nên là nhiều tài xế chọn cách tắt áp để về nhà nghỉ. Trong ngày kỳ lễ thì 1-2 ngày đầu thì số lượng đơn thì ổn, nhưng hôm nay thì số lượng đơn không có mấy, dân về quê hết rồi. Thì còn một số dân ở lại thì người ta cũng không đi đâu, nắng trời nắng nóng quá. Nắng qua thì vẫn tôi thì vẫn chạy thôi, nhưng khi nắng quá thì có tắt áp tưởng nghỉ mấy chục phút gì đấy, đợi lại vẫn áp lên chạy tiếp. Theo tìm hiểu, kỳ nghỉ lễ 5 ngày giai đoạn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các app xe công nghệ dùng đủ cách lôi kéo tài xế tham gia chạy xe, nhận thưởng. Thế nhưng, nhiều tài xế cho biết chẳng dám nghĩ đến khoản thưởng của app vì điều kiện quá nhiều và khó đạt.